Chào các bạn. Hôm nay đã lâu lắm rồi mình mới quay lại mình livestream cho các bạn. Và hôm nay có một cái điều rất là đặc biệt là mình livestream một lúc tới hai kênh luôn. Trên màn hình của mình bây giờ là vừa kênh Facebook và vừa kênh YouTube. Bạn nào ở trên YouTube thì các bạn cũng có thể là xem được cái kênh livestream trực tiếp của mình. Và bạn nào bên Facebook cũng xem. Trước mặt mình là hai cái màn hình. Hơn 3 tuần rồi mới quay lại các bạn. Và bây giờ chúng ta gặp nhau, chúng ta chào nhau, chúng ta làm quen với nhau. Giới thiệu đi các bạn. Các bạn nào ở bên Facebook chúng ta cũng làm quen với nhau, chúng ta giới thiệu để chúng ta cùng nhau biết. Bạn nào ở bên YouTube cũng vậy ha, chúng ta cùng nhau biết nhau. Để trước khi vào chương trình thì mình giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thái Duy. Và hiện tại mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân B-Training, nơi chuyên chia sẻ và giúp các bạn đào tạo và làm chủ các cái doanh nghiệp. Bên YouTube mình thấy các bạn Pháp rồi nè, tuyệt tuyệt vời. Lần đầu tiên mình live stream trực tiếp trên YouTube. Vâng. Và hôm nay mình chia sẻ bạn một cái chủ đề nó vô cùng đặc biệt. Đó là chúng ta biết cách từ chối khôn ngoan. Nếu người nào mà biết cách từ chối khôn ngoan thì chúng ta sẽ sử dụng được cái thời gian, cái quỹ thời gian chúng ta nó sẽ hữu ích hơn. Vâng, bạn Tuyên Ngôn Khoa, bạn Quang Minh Hồ. Mạng yếu quá hả bạn ơi, Hồ ơi. Chắc có lẽ là không biết ở nơi bạn, nơi mình nghĩ là bạn mạng sẽ mạnh lắm. Chào bạn Việt Chi bên Facebook, chào bạn bạn Văn bên Facebook, cả hai bên. Do tối nay mình livestream bên hai bên luôn nên mình chia sẻ tới hai bên, tại trước mặt mình tới hai cái màn hình. Chào bạn Trần Bằng, chào bạn Văn Hồng. Vâng, thì bây giờ mình vào chủ đề liền. Chào bạn Ngọc Lợi, rất là tuyệt vời. Và tối hôm nay mình chia sẻ bạn một cái chủ đề là biết cách từ chối khôn ngoan. Chúng ta phải biết cách từ chối khôn ngoan. Cho bạn Thanh Hương. Và tại sao chúng ta phải biết cách từ chối khôn ngoan? Một trong những cái người mà làm kinh doanh á, hoặc là người làm thành công. Chào bạn Thanh Nguyễn. Ok. Các bạn bên YouTube các bạn cứ comment chào mình nhé, để mình biết, mình biết mình kết nối với các bạn. Các bạn bên Facebook cũng vậy. Thì một trong những cái điều á, mà người làm kinh doanh nè, người làm chủ một cái doanh nghiệp, một người làm công, thì các bạn thấy cái quỹ thời gian của chúng ta quý không ạ? Vô cùng quý, quý giá vô cùng. Và chúng một cái điều rằng là chúng ta không thể tiếp tất cả mọi người được. Bạn nào xem livestream này thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Chào bạn Lai Hoàng bên YouTube. Vâng. Chúng ta không thể cùng nhau mà phải nói là chúng ta tiếp tất cả mọi người được, không thể được. Nên là mỗi khi chúng ta biết từ chối một cái việc không quan trọng, là chúng ta đang dư cái thời gian đó để chúng ta làm một việc rất là quan trọng. Bạn nên nhớ nó như vậy. Chúng ta dư rất là nhiều thời gian. Vâng, chào bạn Hà Bùi bên YouTube. Vâng, chào bạn bạn Đoàn ở bên Facebook. Vâng. Và các bạn mà cứ mãi tiếp những điều không quan trọng đến trong cuộc đời của bạn là bạn đang từ chối. Bạn đang từ chối những điều tốt đẹp, những điều ý nghĩa, những cái điều bạn thương rất là tuyệt vời. Chào bạn Thâm Tăng, bạn muốn từ chối những điều ý nghĩa đến trong cuộc đời mình. Chào bạn Duy Mạnh. Ok, bạn Duy Mạnh xem bên YouTube ha, tuyệt vời. Và các bạn biết là trong cuộc đời của chúng ta chỉ dành cái quỹ thời gian của chúng ta để chúng ta làm những điều quan trọng. Điều quan trọng của chúng ta nó là gì? Mình dạy học ở 199 Điện Biên Phủ. Em có thể lên em search B-Training hoặc là em search Nguyễn Thái Duy thì em sẽ ra. Và các bạn nên nhớ nó như vậy. Cái cuộc đời của con người của chúng ta, cái quỹ của thời gian, chúng ta sống đâu có nhiều đâu. Chúng ta sống khoảng 900 tháng. Như bản thân mình là nó bay đứt hết 450 tháng rồi. Mình còn đâu khoảng 450 tháng nữa để mình sống thôi. Cái đó là mình tính là mình sống được năm 80 tuổi các bạn. Chào bạn Vinh, chào bạn Hương Huy. Còn các bạn thấy là các bạn nên nhớ rằng là chúng ta tuổi thọ trung bình của người Việt của chúng ta, người ta hiện tại tính lòng vòng mà khoảng 70 tuổi thôi. Mà mình đang đặt mục tiêu là tuổi thọ mình phải là 80, 90 tuổi, thậm chí 100 tuổi. Bởi vì đây như vậy ngày nào mình cũng dành thời gian mình tập thể dục hết. Và nếu mà bạn
bạn không biết có từ chối những cái việc điều quan trọng là bạn luôn dành cái quỹ thời gian của mình cho những điều không quan trọng và bạn hoang phí thời gian của mình, thì làm sao mà các bạn đủ thời gian để bạn làm những điều quan trọng để bạn thành công được. Nó là những người á mà là cái điều gì cũng làm, cái điều gì cũng gật đầu, cái điều gì cũng muốn làm để vừa lòng người khác, thì tất cả những người đó họ không làm được những việc gì lớn lao hết. Bởi vì sao? Họ không đủ thời gian để họ làm những việc lớn lao. Chào bạn Thị Lý. Họ không đủ thời gian để họ làm cái việc đó. Và hôm nay mình muốn gửi đến các bạn một cái bài trong cái chia sẻ này là những cái lợi ích, những lợi ích thật sự khi chúng ta biết từ chối những việc không quan trọng. Những cái lợi ích thật sự luôn dành thời gian cho những điều quan trọng với cuộc đời mình. Vâng, cảm ơn bạn Phạm Huy Hiếu ở bên Facebook. Hiện hôm nay mình đang thử nghiệm một cái phương pháp livestream là livestream một lúc hai kênh luôn, vừa Facebook và vừa YouTube các bạn không. Nên trước mặt mình có hai cái màn hình, nên mình như thế nào mình chào tới hai bên lận, nên là các bạn nghe mình nói hai bên lận. Vậy thì những cái lợi ích khi chúng ta biết từ chối những việc không quan trọng, bạn hãy dứt khoát. Thứ nhất nè, bạn hãy dứt cho khoát những người mời mình đi uống cà phê mà chỉ để tán dóc. Họ tán dóc cái chuyện trên trời, họ tán dóc cái chuyện dưới đất, hãy từ chối ngay tức khắc. Tại vì cuộc đời của chúng ta là chúng ta, nếu chúng ta làm kinh doanh thì chúng ta hãy dành thời gian của chúng ta cho những việc làm kinh doanh. Hãy dành thời gian cho việc nghĩ về làm sao để chúng ta đạt mục tiêu cao hơn. Hãy dành thời gian nhiều cho khách hàng. Hãy dành thời gian đào tạo nhân viên của chúng ta. Các bạn có thấy đồng ý rằng là bạn dành thời gian nhiều cho nhân viên mình thì nhân viên mình nó càng ngày nó càng trưởng thành hơn, nó giỏi giang hơn, thì chúng ta mới làm được nhiều việc hơn, nhân viên chúng ta nó mới đảm đương được nhiều việc hơn. Chúng ta dành thời gian cho đối tác của chúng ta để làm gì để đối tác của chúng ta cái mối quan hệ nó tốt hơn, cái mối quan hệ nó thân thiết hơn, thì đối tác của chúng ta như thế nào quý chúng ta hơn, và tự nhiên họ kết hợp họ làm ăn chúng ta nhiều hơn. Chứ chúng ta dành thời gian cho những người bạn chỉ biết ngồi tám chuyện. Chào bạn Chính, đúng là lâu quá chưa gặp em chứ rồi. Tám chuyện, lôi hết chuyện người này, lôi tới chuyện người kia ra nói, thì chúng ta dành thời gian cho những việc đó để làm cái gì? Không hữu ích. Có một lần mình xem phỏng vấn trên đài truyền hình đó, thì cái người phóng viên đài truyền hình đó, cái đợt đó mà đi nước ngoài và mình xem trên truyền hình nước ngoài, và cái người phỏng vấn trên truyền hình đó, họ phỏng vấn ông tỷ phú Warren Buffett. Các bạn biết ông tỷ phú Warren Buffett là nhà đầu tư mà gọi là nhà đầu tư huyền thoại của thời đại ngày chúng ta ngày hôm nay, là một trong những nhà đầu tư giàu nhất thế giới. Thì mới hỏi rằng, cái người phỏng vấn viên mới hỏi ông rằng sẽ có rất là nhiều người liên hệ với ông, ông làm những việc quan trọng đó, ông quản lý một cái quỹ đầu tư rất là lớn, rất là nhiều công ty nó cần đến ông. Vậy thì cái thời gian đâu để ông suy nghĩ mà ông chọn những cái cổ phiếu tốt, thời gian đâu mà ông suy nghĩ để ông ra những cái quyết định? Thì ông trả lời một câu rất là đơn giản các bạn. Chào bạn Lai Hoàng, rất là tuyệt vời. Ông trả lời một câu mà thấy nó vô cùng đơn giản, là ông nói là tôi suốt ngày tôi phải từ chối, tôi luôn luôn từ chối, tôi từ chối những cái lời mời đó. Ông nói là nó làm cho tôi vướng bận, nó làm mất đi thời gian của tôi. Ông kêu những việc đó là có thư ký tôi họ tiếp, tôi ít khi tiếp lắm, để tôi dành cái quỹ thời gian của tôi để tôi tìm hiểu về công ty, tôi tìm hiểu về cổ phiếu để tôi mới tạo ra được cái lợi ích. Các bạn thấy chưa, một trong những cái lời chia sẻ của nhà đầu tư rất là khôn ngoan, được gọi là nhà đầu tư huyền thoại của mọi thời đại của chúng ta. Một lời ông nói ra đó là cả một cái sự trải nghiệm. Bản thân mình cũng vậy, mình cũng cảm nhận ra được cái vấn đề này. Mình cũng cảm nhận ra rất là nhiều bạn thông qua Facebook, thông qua YouTube, những cái chương trình này nè, thì họ inbox cho mình, họ nói là họ rảnh, họ đi uống cà phê với họ, thì lập tức mình cũng từ chối liền. Mình nói là mình có cái công việc, tại vì để cái thời gian rảnh mà đi uống cà phê, những cái việc nó như vậy mà không có mục đích rất là rõ ràng, thì mình dành thời gian đó mà như thế nào? Mình live stream cho các bạn nè, mình live stream cho các bạn thấy hữu ích hơn. Mình live stream một lúc tới hai kênh, các bạn thấy chưa, hữu ích hơn nhiều. Kênh Facebook hiện tại là các bạn thấy không đang là gần 70 bạn,
Các bạn nào xem livestream này các bạn nhớ chia sẻ về nhà các bạn đi ha, để cho nhiều người cùng biết nữa. Và bên kênh YouTube của mình cũng được vài chục bạn đây nữa, là các bạn thấy hơn 100 bạn đó chưa, mình đang nói chuyện hơn 100 bạn. Hoặc là mình dành thời gian đó để mình viết sách, cái quyển sách mình đã viết xong quyển sách thứ tư rồi, mình đang viết cái quyển thứ năm nữa. Các bạn thấy không ạ? Chúng ta dành thời gian cho cái mục tiêu của chúng ta, bởi vì mình đặt mục tiêu là năm 2020 mình phải ra được 10 quyển sách. Chúng ta hãy dành thời gian cho những cái mục tiêu đó. Nên là những cái người nào mà mời chúng ta đi uống cà phê cho đây tăng dốc thì các bạn từ chối đi ạ. Hãy mạnh dạn đi. Điều đó chứng tỏ bạn là người có mục tiêu, và điều đó chứng tỏ bạn là người sống có mục đích, và điều đó chứng tỏ bạn là người rất là rõ ràng. Cái thứ hai là từ chối những cái đồng nghiệp, những người quen mà luôn lan truyền cho chúng ta những cái gì ạ? Những cái suy nghĩ tiêu cực. Chào bạn Phạm Thị Đấu ở bên YouTube. Vâng. Những cái người bạn mà nó làm ảnh hưởng đến năng lượng của chúng ta. Các bạn cứ công nhận là nhiều lúc cái năng lượng của bạn rất là tốt, đúng không? Bạn gặp những người bạn của mình và họ cứ nói tiêu cực, họ toàn là tìm những chuyện tiêu cực. Họ nói toàn là những chuyện tiêu cực và nó làm cho năng lượng bạn nó tụt xuống luôn. Bạn cảm giác bạn mệt luôn, bạn hao tổn năng lượng của mình luôn. Thì chúng ta gặp những người đó làm gì? Hãy từ chối. Không gặp họ nữa. Chúng ta không có gặp họ nữa. Và hãy dành thời gian để làm những việc dành cho nhân viên, dành cho khách hàng của chúng ta. Bạn càng dành nhiều thời gian cho khách hàng là các bạn càng có đơn hàng rất là nhiều. Bạn đồng ý ra điều này không ạ? Hãy dành thời gian cho những người rất là tuyệt vời trong cuộc đời của chúng ta. Chào bạn kết nối ở bên YouTube, ok chưa? Chào bạn Lê Nguyễn ở bên Facebook. Vâng. Và chúng ta gì ạ? Chúng ta hãy từ chối những người mà họ hay chỉ trích người khác, họ hay phán xét người khác. Chào bạn Mùi. Mình mà gặp bạn nào mà nói chuyện hay phán xét người khác, hay chỉ trích người khác là mình tránh ngay. Cách đây vài ngày, vâng, lớp học thầy miễn phí như thế nào? Vâng, bạn Giang Mạnh Hồ. Tối thứ năm này mình có lớp học miễn phí em. Và em inbox cái số điện thoại cho mình đi. Thì các em sẽ liên hệ với mình. Mình gặp những người nào mà chuyên chỉ trích và phán xét người khác thì nó như thế nào ạ? Thì mình từ chỗ này, bởi vì các bạn nên nhớ một cái điều rằng là chúng ta không có quyền năng để thay đổi người khác đâu ạ. Đúng rồi, bạn Phạm Quốc Toàn rất là lâu rồi chưa livestream 3 tuần rồi. Mình nhớ nên hôm nay là vừa rồi cũng có đi ăn với các bạn, nhưng mà tranh thủ về sớm. Tranh thủ về sớm để có cái giọng tối nay là chị. Vâng, bạn khá. Cảm ơn bạn khá nhiều. Vâng em. Chào bạn Giang Mình Hồ bên YouTube. Ok. Vậy thì vừa rồi trên Facebook thôi. Trên Facebook thôi, tự nhiên mình thấy là có một bạn kia vào và phán xét một bạn khác. Phán xét một bạn khác nói rằng là bạn đó thứ gì ăn bám vào vợ, sống bám vào vợ AC lên trên cái Facebook của mình á, và nói về cái bạn kia. Và nói mình là tại sao lại chia sẻ cái bạn đó lên. Mình mới nói rằng là mình không giỏi đi tọc mạch cái chuyện cá nhân của người khác. Mình không giỏi cái chuyện là cái đó là việc cá nhân của người ta. Bởi vì mình không có cái quyền năng đó. Mình chỉ nhìn bằng thực tế, mình thấy người đó vào cái con mắt mình chỗ nào thì mình cảm nhận như thế nào thì mình nói nó như vậy, vậy thôi. Chứ chúng ta không có cái quyền năng thay đổi người khác đâu. Chúng ta cũng không có cái quyền năng cho mình cái quyền là được chỉ trích người khác đâu. Chúng ta cũng không có cái quyền năng để làm thay đổi người khác đâu các bạn. Họ muốn thay đổi hay không là quyền của họ. Các bạn có đồng ý ra điều này không ạ? Các bạn có đồng ý ra rằng là mình ngồi mình chia sẻ như vậy, mình live stream trước mặt các bạn này, có bạn sẽ nói rằng những cái chia sẻ này rất là hay, sau cái buổi chia sẻ này các bạn như là có những bạn sẽ cảm ơn mình. Nhưng các bạn có đồng ý với mình rằng có những người thưa thầy làm sao để em có nhiều khách hàng, ok, các bạn có đồng ý ra rằng là có những người họ như thế nào sau khi chia sẻ live stream này thì họ chửi mình một trận, họ nói ú ông này nói chuyện tào lao. Cái đó là, các bạn có đồng ý ra mình, cái đó là quyền của họ mà.
chúng ta không có quyền năng, chúng ta không có năng, mình cũng không có quyền năng là mình bắt bạn phải suy nghĩ theo cái cách của mình. Các bạn đồng ý ra điều này không ạ? Nên là chúng ta hãy tôn trọng, và xã hội như vậy mới là xã hội tuyệt vời. Các bạn cảm ơn mình thì mình cũng vui, và bạn nào mà có phán xét mình thì mình cũng vui, bởi vì chúng ta hãy tôn trọng góc nhìn của họ, chứ chúng ta không có quyền năng kiểm soát cái đầu của người khác. Và như thế nào ạ? Nó rất là đơn giản, là chúng ta hãy tập trung vào mục tiêu của đời mình, đừng có đi chơi với những người hay phán xét hay tiêu cực, nó hút đi mất cái năng lượng của bạn đi. Cái tiếp theo nữa là chúng ta hãy từ chối và xa những cái người thân á mà họ cười nhạo lên ước mơ của họ. Bạn mơ lớn một chút xíu là họ nói bạn là đua đòi, họ nói bạn là bày đặt dở ẹt, mà bày đặt làm ra làm kinh doanh. Tức là chúng ta hãy từ chối những cái con người, tránh xa những cái con người. Chào bạn Xuân Vương rất là nhiều. Tránh xa những cái con người đó đi. Cái ước mơ của chúng ta họ không góp phần để làm cho ước mơ của chúng ta nó cao hơn. Họ không góp phần thúc đẩy năng lượng của chúng ta tốt hơn, mà họ lại gì ạ? Họ lại cười nhạo trên ước mơ của chúng ta. Thì tự nhiên chúng ta chơi với những người đó làm gì? Chúng ta mất thời gian ngồi lý giải với họ làm gì? Mất thời gian ngồi phân bua với họ làm gì? Tránh đi. Hãy dành cái thời gian phân bua đó, hơn thua với họ đó, làm gì? Tập trung vào mục tiêu của cuộc đời mình. Hãy làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời của mình, hãy làm những điều tốt đẹp cho thời gian của mình. Hơi sức nào mà đi hơn thua với những con người đó như vậy? Các bạn đồng ý ra điều này? Nếu mà các bạn thấy rằng những lời chia sẻ của mình mà hữu ích thì các bạn comment xuống. Mình cũng rất là vui là cái kênh, bên kênh YouTube của mình là hiện tại lượng người tăng lên xem rất là đông. Bên kênh Facebook cũng vậy, lên gần 80 bạn rồi. Rất là tuyệt vời. Và các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, mà để những người họ xem họ thấy đây là những điều hữu ích. Và các bạn cứ đồng ý với mình rằng là các bạn hãy nên từ chối bản thân mình, từ chối ngay những cái hủ tục, những cái tục lệ mà nó như thế nào ạ? Bạn Minh Vương bên YouTube bạn nói hay lắm, cảm ơn em rất là nhiều. Những cái hủ tục, những cái tập quán, cái tục lệ nó làm cho mất thời gian của chúng ta, mà nó chẳng mang lại cái lợi ích gì. Bản thân mình thì mình là người rất là thực tế, nên là mình không có đi coi ngày khai trương rồi gì hết các bạn. Hồi giờ mình chưa bao giờ, kể cả cái B-training của mình mình cũng chả bao giờ mình xem cái ngày nào là cái ngày đầu năm nữa. Mình không xem đó. Cứ Tết vô cái ngày đó phù hợp là cái ngày đó mình làm thôi. Nó có những cái hủ tục mà nó rất là tốn kém, mà nó chả mang cái ý nghĩa gì hết. Thì các bạn như thế nào? Các bạn hãy từ chối những cái hủ tục đó đi, dẹp những cái hủ tục đó đi, nó làm cho ta mất thời gian lắm. Và tập trung làm những việc nó hữu ích đó. Dành thời gian đi xem bói, rồi dành thời gian như thế nào đi. Cách đây mấy ngày mình gặp một cái bạn kia bán cà phê không có đắt hết, và được ai đó tư vấn cho là tư vấn cho như thế nào tư vấn cho là giải là ra bán cà phê mà không chịu gì không chịu đi xin khai trương đồ gì đó. Xin làm ăn, lúc đầu mình nghe mình không hiểu cái khái niệm đó, xin làm ăn xin khai trương là sao nhỉ? Và chừng cuối cùng hỏi rõ ra thì mới biết là đi xin thầy bà cho cái việc làm ăn đó. Ôi mà nói trời ơi, làm ăn là phải lo tập trung vào marketing, lo tập trung phục vụ khách hàng mình tốt, chứ tự nhiên đi xin một cái bà thầy nào đó để bà cho một cái phiếu gì đó để về chúng ta làm ăn tốt hơn. Các bạn thấy những cái hủ tục nó như vậy, nó tốn kém mà nó mất thời gian vô cùng. Để tiêu hồi giờ, hồi nãy giờ các bạn chưa? Hồi nãy giờ những gì mình chia sẻ các bạn thấy có hứa không? Các bạn có tuyệt vời không ạ? Thì các bạn hãy comment xuống tuyệt vời. Bạn nào mà lần đầu tiên xem mình qua livestream này thì các bạn comment xuống số 1. Để gì ạ? Để sau khi xong cái livestream này thì mình như thế nào ạ? Mình
sẽ kết nối với bạn, mình sẽ làm quen với các bạn sâu hơn. Bạn nào đã biết mình rồi thì các bạn giới thiệu lĩnh vực kinh doanh của bạn lên đi. Và hồi nãy giờ mình chưa có giới thiệu về mình. Mình dành một phút quảng cáo nha các bạn ơi, mình dành một phút quảng cáo. Thầy đúng rồi, chết để chú phán xét, không ai hoàn hảo, đúng rồi. Ở bên YouTube có mấy bạn comment vui lắm các bạn. Chào bạn Thanh Nguyễn, bạn comment 111. Chào bạn Minh Vương, bạn comment 111. Ok, chào bạn Thanh Mai, chào bạn Hoa Nguyễn. Bạn nào mà chưa quen biết mình đó, thì lần đầu tiên mà các bạn lên Facebook này, các bạn biết mình thì các bạn comment số 1. Bạn nào quen biết mình thì thôi, không cần số 1 đâu. Mình tên là Nguyễn Thái Duy, năm nay mình 43 tuổi. Mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân B2Nin tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay là đã được 9 năm rồi. Cái vườn ươm của mình thì chuyên chia sẻ, hướng dẫn những kỹ năng, những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, những cái phương pháp, những cái công cụ giúp cho các bạn làm chủ doanh nghiệp và đầu tư. Mình chỉ tập trung vào hai cái mảng đó, làm kinh doanh và đầu tư. Và song song đó thì mình cũng có được những cái quyển sách sau mình sẽ gửi cho các bạn xem. Cái quyển thứ nhất là cái quyển sách Vượt Biển Lớn, ok chưa? Mình sẽ sau cho các bạn xem, hình như là nó bị ngược. Cái quyển sách Vượt Biển Lớn, cái quyển đây là cái quyển sách Vượt Biển Lớn này, nó bị ngược đúng không các bạn ơi? Nó bị ngược, vâng. Quyển Vượt Biển Lớn, quyển sách Vượt Biển Lớn. Quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Nó bị ngược đúng không các bạn? Và quyển thứ ba là quyển Bì Dân Đồ Quay. Cái quyển này là quyển bằng tiếng Anh. Mình cũng chuẩn bị ra cái quyển thứ tư. Nó đang nằm ở cái khâu xin phép, là cái quyển bán hàng online ngay. Và cái trung tâm của mình có tên là B-Training Vườn Ươm Doanh Nhân. Nó bị ngược đúng không các bạn? Số điện thoại website b-training.org đó. Cái khóa học nổi tiếng của mình là khóa làm chủ doanh nghiệp. Và cứ thứ năm hàng tuần thì mình có cái lớp học kinh doanh và khởi nghiệp hoàn toàn miễn phí. Nếu các bạn ở gần thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn hãy nên về để tham gia, để cho biết, để các bạn biết là tại sao chúng ta phải chọn con đường làm kinh doanh. Làm kinh doanh hay làm công gì cũng phải đi kiếm tiền, nhưng mà bạn nghĩ ra được cái câu là 20 năm nữa ta là ai thì các bạn sẽ chọn liền, bạn chọn cái con đường gì liền. Và ngay bây giờ mình có một cái offer cho các bạn. Bạn nào mà mua hai quyển sách của mình, hai quyển sách bằng tiếng Việt, các quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, trên khắp mọi miền đất nước này, thì sách sẽ được giao đến tận nhà các bạn. Như thế nào? Mình free ship cho các bạn tổng giá hai cái quyển sách này. Chào bạn Yên Trinh, cảm ơn bạn Yên Trinh. Bạn Yên Trinh nói là sách của mình hay lắm. Tổng giá hai quyển sách này là 210.000, là đúng giá bìa luôn. Mình free ship cho bạn á, cái free ship nó khoảng 50.000 đó. Và như thế nào bạn Thắm Phùng ơi, mình không có chương trình ở ngoài Hà Nội, bạn Thắm Phùng ơi. Và như thế nào? Và các bạn nào mua hai quyển sách này thì mình sẽ ép các bạn vào một cái group đó là group bí mật. Mình sẽ chia sẻ cho bạn những bài viết, những cái live stream, những cái kiến thức kinh doanh, và bạn hỏi mình những kiến thức nào thì các bạn nằm ở trong cái group bí mật đó. Và trong group bí mật đó bạn có dịp kết nối với bạn Minh Vương. Mua thì bạn Minh Vương comment cái số điện thoại xuống nha. Các bạn sẽ có dịp kết nối với rất là nhiều bạn còn là kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước ở trong cái group đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã nghe cái đoạn quảng cáo của mình, và bây giờ chúng ta lại đi vào tiếp cái live stream, cái phần số 2. Giả thì hồi nãy mình nói rồi, nếu chúng ta không biết từ chối những việc không quan trọng thì chính những việc không quan trọng đó nó xâm chiếm hết cuộc đời của chúng ta. Chào bạn Minh Vương, bên YouTube sẽ gửi sách cho bạn vào ngày mai. Chào bạn Nguyễn Minh, bên Facebook sẽ gửi sách cho bạn vào ngày mai. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Bạn nào chưa mua sách thì comment xuống mua sách liền. Chào bạn Thành Nguyễn, cảm ơn em rất là nhiều, lâu lắm rồi chưa gặp em. Và không ai đủ thời gian, đủ nguồn lực, đủ kiến thức để làm tất cả mọi thứ cho mọi người hết. Các bạn có đồng ý đâu này, không ai đủ. Không ai đủ cái nguồn lực đó. Nên và các bạn muốn làm đi nữa thì các bạn cũng làm không có nổi. Nó là những người thành công và những người giỏi nhất á, họ luôn biết gì họ luôn biết tập trung
vào cái mục tiêu của họ mỗi ngày thôi ạ. Chào bạn Thủy, em mua sách thì em cho mình cái số điện thoại nha. Em inbox vào mình cái số điện thoại, ngày mai sách sẽ được giao về tới nhà em. Và các bạn chỉ rất là đơn giản, sách giao về nhà mới lấy tiền đó các bạn, đừng có lo. Nó là những người giỏi nhất là những người mà họ khôn ngoan lắm, họ biết từ chối hết. Những người làm được nhiều việc là họ khôn ngoan, họ biết từ chối những việc không quan trọng hết. Và để làm được việc này á thì rất là đơn giản, bạn phải biết ưu tiên, bạn phải có list những cái công việc ưu tiên mỗi ngày, ưu tiên mỗi tuần và ưu tiên mỗi tháng. Các bạn phải biết là những cái việc gì nó quan trọng, ngày hôm nay những việc gì nó quan trọng. Các bạn biết người làm kinh doanh việc gì quan trọng ạ? Việc quan trọng thứ nhất là chúng ta dành 80% dành thời gian cho khách hàng và dành thời gian để tìm kiếm khách hàng, dành 80% cho những cái việc đó thì cái việc kinh doanh chúng ta nó mới phát triển được. Mình rất là vui, mình nghe một bạn chia sẻ cho mình nói như vậy này. Bạn nói là bạn làm bên bao bì giấy á, và bạn có cái xưởng rất là lớn ở dưới Bình Dương. Và lúc xưa cái thời mà cho bạn Bích Đào, bạn cho mình cái số điện thoại, inbox cho mình cái số điện thoại, ngày mai sách sẽ giao đến nhà bạn. Các bạn biết là như thế nào ạ? Lúc xưa bạn rất là bận rộn, ngày nào bạn cũng ở trên xưởng đó, nhưng mà khách hàng không có nhiều, khách hàng hoàn toàn không có nhiều. Và bạn như thế nào ạ? Từ lúc mà bạn tham gia mấy chương trình của mình, bạn nghe mình chia sẻ, bạn hiểu ra, và thế là hai vợ chồng bạn chia ra. Người chồng thì hàng ngày ở trên xưởng, còn bạn hàng ngày là bạn như thế nào ạ? Bạn dành thời gian bạn đi gặp khách hàng. Chào bạn Phạm Luận, ngày mai sách sẽ giao đến nhà em. Hàng ngày bạn dành thời gian để bạn đi gặp khách hàng. Các bạn nhớ ra. Và 80% cái quỹ thời gian của bạn là trưa nào bạn cũng đi ăn trưa với khách hàng. Hết ăn trưa với người này, đến ăn trưa với người kia, đến ăn trưa với người nọ. Và cho tới một ngày bạn gặp mình và bạn chia sẻ, bạn kêu vô cùng tuyệt vời. Mình chỉ làm cái công việc rất là đơn giản, là mình đi hẹn khách hàng mình ăn cơm trưa, và thế là mình có đơn hàng. Hẹn khách hàng đi ăn cơm trưa là có đơn hàng, hẹn khách hàng đi ăn cơm trưa là có đơn hàng. Bạn cứ một cái việc rất là đơn giản vậy mà lúc xưa không biết. Lúc xưa bạn kêu cứ suốt ngày ở dưới xưởng. Bây giờ hai vợ chồng tách ra, chồng thì phụ trách xưởng, vợ suốt ngày đi gặp khách hàng. Buổi trưa nào bạn cũng xếp lịch, hết ăn cơm trưa với người này, ăn cơm trưa với người kia. Dĩ nhiên ăn cơm trưa những cái đối tượng khách hàng đã được gì, đã được chọn lựa rồi. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Nó rất là tuyệt vời, nó như vậy. Mình muốn gọi đến các bạn, nó phải có list cái công việc ưu tiên. Và người làm kinh doanh là ưu tiên số 1 là ưu tiên cho khách hàng, ưu tiên số 2 là ưu tiên cho nhân viên của mình, đào tạo và huấn luyện họ để họ giỏi giang ra. Nhân viên nó làm việc cho chúng ta mà nó không giỏi giang, chúng ta không dành nên suốt ngày cứ nói bận. Tại vì nhân viên nó không giỏi thì bạn bận thôi, nhân viên nó giỏi thì bạn sẽ thoát ra. Chúng ta dành thời gian để gì ạ? Cái người làm kinh doanh là người là người phải biết đạt được mục tiêu công việc thông qua người khác. Điều đó có nghĩa là gì? Cái người mà làm chuyên môn á, họ mới đạt được mục tiêu công việc thông qua việc họ làm, họ phải làm được. Còn cái người làm kinh doanh là phải đạt được mục tiêu công việc thông qua người khác. Mà muốn đạt được mục tiêu công việc thông qua người khác thì các bạn phải biết cách huấn luyện nhân viên giỏi. Làm sao mà bạn vẫn đi uống cà phê cả ngày, uống cà phê với khách hàng rất là nhiều, thì về nhà nhân viên chúng ta nó xử lý hết, nhân viên chúng ta nó rất là giỏi, nó sẽ xử lý hết đó. Thì như vậy chúng ta mới là tư duy của người làm kinh doanh. Vậy thì các bạn thấy mình chia sẻ rất là hữu ích, thì các bạn comment xuống và như thế nào là các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Và luôn có cái lịch làm việc rất là chi tiết, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Để gì ạ? Để như vậy thì bạn mới phát huy được những cái tố chất trong con người của họ, bạn mới phát huy được vai trò con người của họ. Chào bạn Nguyễn Văn Hoàng, tuyệt vời bạn Hoàng ơi, bên YouTube ơi. Bạn mới phát huy được cái con người của họ. Những người tài năng là những người biết tập trung thì họ mới phát huy được. Và khi bạn biết tập trung vào gì à? Em muốn mua quyển mỗi ngày một chút thôi thì em đặt ở đâu? Em cho số điện thoại bạn thương không? Cứ cần cho số điện thoại là sách sẽ giao đến nhà em thôi.
thì như thế nào ạ? Chúng ta hãy từ chối những công việc nó không quan trọng đi, là tự nhiên bạn có cái quỹ thời gian để bạn tập trung vào cái việc thời gian quan trọng của cuộc đời mình ạ. Và chắc chắn khi bạn từ chối thì sẽ có một số người không vui, điều đó là chắc chắn. Chả ai mà có thể làm vui lòng tất cả mọi người hết. Các bạn thấy chưa? Không ai làm hài lòng tất cả mọi người được hết. Và bạn chắc chắn thôi. Vậy thì một điều mà bạn phải làm được khi bạn phát triển, khi bạn giỏi, thì dù người ta có không vui lòng bạn, người ta có không thích bạn, thì người ta vẫn cứ nể bạn. Bạn nói ra điều này mà. Còn khi mà bạn chiều lòng mọi người, mà bạn đang dở ẹc bạn không có thành công, bạn làm lương rất là thấp, thu nhập rất là thấp, thì dù bạn có chiều người ta đi chứ, thì người ta cũng thương bạn cho vui thôi, người ta chả nể bạn đâu. Cái điều đó là cái điều nó quan trọng. Người nào mà cũng thích người khác tán dương, thích người khác khen, mà kết quả cái cuộc đời mình nó không có, nó không tới đâu hết, thì nó như thế nào à? Thì bạn cũng chả có được cái gì ở trên cuộc đời này đâu à. Nó là biết từ chối những việc không quan trọng để tập trung vào những điều quan trọng. Đó là những người rất là khôn ngoan, họ khôn ngoan vô cùng. Tối hôm nay mình chia sẻ bạn một cái chủ đề nó rất là đơn giản, nó như vậy thôi, chia sẻ nhanh thôi. Thì ngày mai, tối mai mình sẽ dành thời gian để mình live stream tiếp cho các bạn, đó là qua cầu rút ván, ok chưa? Hoặc là đốt thuyền ngay liền. Còn nếu mà chúng ta nếu mà muốn đạt được mục tiêu lớn thì chúng ta phải biết qua cầu rút ván. Hoặc là chúng ta như thế nào? Chúng ta phải đốt thuyền, đốt cái con đường quay về. Thì lúc đó con người chúng ta sẽ đột phá và chúng ta sẽ thành công ngay. Và bạn nào mạnh mẽ và cương quyết làm như vậy thì cuộc đời bạn nó sẽ có rất là nhiều thứ. Mình rất là vui là tối hôm nay mình live stream một lúc hai kênh luôn. Trước mặt mình là có hai cái màn hình và nó rất là tuyệt vời, nó diễn ra rất là suôn sẻ. Hồi nãy giờ mình live stream được 30 phút rồi. Thì tối mai chúng ta sẽ gặp nhau và chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã xem chương trình live stream tối hôm nay. Các bạn nhớ chia sẻ live stream này về nhà các bạn. Và tối mai xem cái chương trình live stream của mình là qua cầu rút ván. Và bạn nào chưa mua sách của mình thì các bạn hãy comment số điện thoại xuống. Các bạn mua sách, sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Free ship cho các bạn và các bạn được add vào cái group đặc biệt. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn buổi tối ngủ rất là ngon. Chào các bạn trên Facebook, chào các bạn trên kênh YouTube. Ngày mai chúng ta gặp lại nhé. Bye bye các bạn.